Tôi giữ mai cho yên tâm, bữa nay con nó chưa xuất hiện. Nga đã định là cho nên nó chưa xuất hiện. Nhớ con về còn ma có đâu, trời có thì em muốn chết luôn mà ma đâu mà ma khi về chúng ta biết liền chứ. Ê trời ơi, kinh xỉu vậy đó. Cái này đòi đi học mà biết là đứa nào vô trung tâm nha, giống như là nó không muốn ở nhà vậy đó. Đòi đi học em hai chị em nó còn ở đây nè, cũng vậy nha, học vui lắm sáng mình vui lắm, học vui lắm, chỉ có mẹ mặt mà đen là không vui rồi. Lại là con không, người ta mở miệng người ta hát rồi mà bị đặt người người vậy đó, phát làm gì đó giờ nghĩ vô là mét đi kia hết trơn rồi. Trời ơi, hỏi nó kể nha, hôm qua cũng hỏi nó, hỏi nó kể kiểu mà trường kỳ kháng chiến con không có kết thúc nha, ngộ lắm, nó nói hoài còn hoài vậy đó. Chúng là tiếp cái gì thuộc trăm năm mốt tâm chưa, gì thuộc trăm năm mốt tâm chưa, trả tiếp nữa nha, từ từ nữa hả. Học liền. Ừ, thầy nghĩ là thay vì con ăn sáng con ăn luôn cái bản nó vô luôn cho nó nhớ luôn chứ. Mỗi lần thì chả đẹp bạn chuyển thành cái dinh dưỡng đem lên não dính trở nên gì cũng được. Mỗi lần chả là đẹp bạn ra thôi thì phải đi mà khổ ha. Vừa ghét cuộc đi, ghét cuộc giờ nghe chung ký ra trả nè chỉ được. Thôi dễ, thôi dễ, thôi dễ. Thằng bố vô nhầm có mấy mô khai ý mô hợp xã tiết sinh tập là thầy ồ nó có nhiều hết đó. Bắt đầu là tố vô nhân, kết thúc là tố vô nhân thử ý tôi chơi ra thuộc là tố vô nhân rồi. Ủa mà thằng tố vô nhân nó quan trọng lắm luôn á. Quan trọng chứ, không có tố vô nhân không có lộ chết tá quyền thí, mà không có tố vô nhân đâu có tương hộ con người thành đạo. Hồi đó là cái tâm tục tố duy nhất mà một chút sanh người có vậy đó, quan trọng duy nhất luôn là con người có. Rồi tâm chia theo nhân có mấy, nhân tâm chia theo nhân có mấy là cái thiện bất thiện rồi à. Tâm chia theo nhân có mấy, nhân tâm chia này. Giờ chị cao sắc rồi đâu còn hỏi tâm nào cũng làm nó hơi dễ rồi. Người nhân là cái gì? Suy nghĩ nhân chân không phải thiện thì tâm tâm chia hơn nhân có hai, a thì tu cá là sa thì tu cá nhớ rồi là gì à, tâm vô nhân và tâm hữu nhân. Ừ, tâm vô nhân và tâm hữu nhân. Tâm vô nhân có mấy? Tâm vô nhân thì có 18, có 18 còn mấy? Lại là tâm hữu nhân. Tâm vô nhân có 18 chia 3, tâm sở hữu. Không phải sở hữu gì này là ổn tâm. 8 tâm thiện. 8 tâm thiện vô nhân. Sai. 7 tâm thiện. Sai. Không phải thiện. Quả thiện, 8 tầm quả thiện vô nhân. Đúng. 7 tầm quả bất thiện. Đúng. Vô nhân. Giá nhà 3 tâm tố vô nhân. Đúng. Giữa quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân có điểm chia khác nhau. Điểm khác nhau là ở thứ nhất là ở thân, thứ hai là ở thọ của thánh tâm. Thứ nhất là thân là ở quả thiện vô nhân là thân thọ lạc, ở quả bất thiện vô nhân là thân thọ khổ. Thẩm tấn ở thiện. Thẩm tấn ở thiện, ngoài ra còn có một
một một loại thọ khác với thẩm tấn của bất thiện nữa, là thẩm tấn thọ thủy. Mình sẽ trả lời đó là giữa thẩm giữa quả bất thiện nguyên nhân và quả thiện nguyên nhân nó khác nhau về số lượng tâm, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó khác nhau về thọ đi kèm theo tâm ở trong các cái loại giữa hai bên đó. Đó là mình mới đi vô cái gì số lượng mình sao mình phải tình tác. Đó là mình tính khác về thọ là khác sao mình đi vô thọ thân bên kia là thọ khổ, là thân bên đây là thọ lạc. Thọ thẩm tấn bên kia là thọ xả, thọ thẩm tấn bên đây là thọ xả có thọ biển mà. Đó là ví dụ. Tiếp tâm đáo đại có mấy? Đáo đại có hai. Thầy hỏi thầy loại hay là có bao nhiêu tâm? Có bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm thì có 12, 27. Có 27. 27 tâm đáo đại. Nếu chia thành mấy? Chia làm hai. Chia làm hai là gì? Sắc diệt tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới, tâm tố vô sắc giới là tâm nào? Tố vô sắc. Vô sắc. Vô sắc. Tố vô sắc là những tâm nào? Tố vô sắc là những tâm nào? Bốn. Sắc. Không. Nếu mà sắc giới thì mới là nhị nhất sơn rồi thật. Còn vô sắc là không vô biên xứ, thích vô biên xứ. Không vô biên xứ tố. Tâm tố không vô biên xứ. Tố không vô biên xứ, tố vô, vô tố đâu? Thức sở hữu. Để con nói lại cho. Không vô biên xứ thích. Không, ta không vô biên xứ mà những thức thức vô biên xứ. Không vô sở hữu xứ. Rồi vô sở hữu thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ với phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi năm chi của thiền sắc giới. Mà cứ như vậy thì dừng. Không phải nè. Năm chi của thiền sắc giới. Ủa thiền nhất thiền. Năm chi. Chi với tầm. Tầm có thể đặt định. Tầm gì? Tầm gì? Tứ. Tứ. Thủy đặt định. Tầm tâm sơ đạo có mấy? Tâm sơ đạo có mấy? Sơ đạo và sư thế. Sơ đạo có mấy? Và sơ đạo sư thế có mấy? Đúng không? Sơ đạo sư thế có mấy? Tâm tâm quả nhị thiền có mấy? Tâm quả. Quả nhị thiền có 4. Tâm quả nhị thiền 4. Tâm quả nhị thiền. Quả nhị thiền. Tâm quả nhị thiền. Tâm quả nhị thiền. 8. Là gì 8? Không, 5 chứ sao 5, 5 chứ sao 8, 5. 5 chắc chưa? Chắc 5. Cái gì nè? Quả nhị thiền ở cái tâm quả sắc giới có, là một với tâm quả siêu thế có 4 tầng. Chính xác. Người ta hỏi tâm quả nhị thiền là mình phải nói 5. Còn đôi khi hỏi vô không biết thì có thể biết cùng biết 5 nha. Được chưa? Cẩn thận bị lừa đó. Rồi tâm đạo nhị thiền có mấy? Tâm đạo nhị thiền có mấy? Đạo nhị thiền có 4. Đạo nhị thiền có 4 là gì á? Là nhất đạo sơ đạo. Nhất đạo rồi sơ đạo. Nhất đạo sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo. Tâm sân hỏi gì? Sắc là ô. Bao nhiêu tâm tham? 18.
Tên Hảo có mấy? 24. Trời ơi, ra Hảo dẫn dẹo quá. Nhà vui cơ. Khổ vui chưa nhỉ? Chắc mở phải không? Nhiều quá à. Dạ thuộc rồi đó, nhiều quá dạ thuộc rồi đó. Đó, khi mà tôi đặt ra câu hỏi cái gì phải trả lời vậy đó. Bụp 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 vậy đó. Đừng có học được. Chứ không thôi đó là mình không có nhớ gì trên học á. Hết rồi Quỳnh. Cái gài ở ngay chỗ mà tăng quả nhị thiền ở lúc nãy á, là cho người ta nhập nhằng giữa cái quả siêu thế và cái quả hiệp thế đúng không? Đúng rồi. Là cái biết từ người ta cộng lại đúng không? Đúng rồi. Khi mà người ta nói thiền á, là chi trong đầu mình phải tách làm hai liền, thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Mà khi mà người ta hỏi là quả thiền thì mình nói là quả thiền siêu thế và quả thiền hiệp thế. Cho nên cái đầu phải phân tích liên tục vậy là chạy ghét, kẹp ghét trên bản nhiêu nữa. Giống như mình đang đứng trên bàn cờ đó, nhảy lên chỉ xuống, lượm tâm thổi ra là nó mới chịu ngoại phát. Cái tôi chơi kiểu đó á, tôi vẽ một cái bản nhiêu dưới đất rất là bự vậy đó, nhằm tôi đập thì để chỉ dưới độ đó thì tôi lượm chạy lượm rồi thổi ra, hiểu không? Em tưởng tượng cái trò chơi không? Không như trên thao thì kiếm cũng biết thú vậy đó. Bị ám ảnh đập mặt. Thôi đập cái gì chứ. Là tới thời nó quay. Mới mở lên nó quay rồi trời. Lại mới khen. Rồi nó đang đi tiếp nè. Đó. Chúng ta còn một câu nữa trước khi qua phần mới đó là sự diệt mất của tâm thường hiện hành một cách nhanh chóng. Sự diệt mất của tâm. Của tâm thường hiện hành một cách nhanh chóng. Thật khó mà tìm kiếm cái chi để so sánh được. Thật khó mà tìm kiếm cái chi để so sánh được. Tỷ dụ được đó, không có tỷ dụ được. Do đó Đức Phật thuyết giảng trong Tăng Chi Tạng Bali rằng, do đó Đức Phật giảng trong Tăng Chi Tạng Bali, Tăng Chi Tạng Bali rằng, đó Đức Phật giảng nè, cầm cái đi lên. Yawan Kidan Tinkawe Obama Uwapapa giống Obama quá. Thôi mình giữ tiếng Việt thôi. Này chưa tỳ khô, tâm sanh diệt một cách mô lẹ. Này chưa tỳ khô, tâm sanh diệt một cách mau lẹ. Giới nhân này thật khó khăn để tìm kiếm. Điều ví dụ để so sánh được. Phật nói như vậy đó quý vị. Không có thể nào so sánh được cái sự sinh diệt của ta. Đức Phật có thể so sánh cái gì? Đức Phật có thể so sánh được cái lượng chúng ta của đời này. Đức Phật có thể so sánh được cái sự hiểu biết của Ngài để người ta có thể tưởng tượng được một cách trong vô vọng. Nhưng mà không thể mô tả được. Rồi nói gì vậy? Nó quá nhiều. Nó quá nhiều đến độ là người ta không thể nào tưởng tượng được, mà Đức Phật cũng không thể dùng cái từ nào để mô tả được một cách nó dễ dàng cho người ta biết được cái tốc hành của tâm đó. Nếu như vậy thank you.
chui đi ngự. Đi ăn đi con chui chui đòn như nào đòn đây nè. Tâm mà sanh khởi sẽ biết, sẽ khác biệt với cây để nương nhờ tu cứ của đất mình là tâm sở nương tâm sanh khởi thì khác. Bởi vì mặt
đất với cây thì đất là nơi đáng nương ở, còn cây là chỗ để nương tâm. Đối với tâm và tâm sở thì tâm là nơi y chỉ, và tâm sở là tư trụ y chỉ, là hoàn toàn nương đổ. Mời về. Mặt đất với cây thì mặt đất là nơi đáng nương ở, đất là nơi đáng nương ở, cây là chỗ đáng để nương tâm. Tâm sở và tâm ấy, thì tâm là nơi duy trì, tâm là nơi duy trì, tâm là nơi duy trì, tâm sở là tư trụ duy trì, tư trụ duy trì, tiếng khóa như tỷ này đó là hoàn toàn nương đổ. Giống như thầy và đệ tử, giống như thầy và đệ tử lựa chọn, tất cả cũng vì các tâm sở sẽ biết cảnh được, cũng do như là tâm là chủ yếu, tất cả vì các tâm sở sẽ biết cảnh. Tâm sở là gương nơi tâm, hình gương nhờ đua nơi tâm, cái phóng, cái phóng tâm đi rồi, cái phóng không thì tâm sở không thể nào đi được. Không có tâm thì không có tâm, thì tâm sở không thể biết được cả. Không tâm thì tâm sở không biết được cả. Như vậy thì ở đây mình thấy là gì? Giữa mặt đất và cây thì nó khác, là tâm sở. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cây và đất là gì? Nó khác với tâm và tâm sở.
hổ tựa ngay mà đất đó là hổ tựa qua lại lẫn nhau. Đất mà không có cây, đất bạc màu, cây mà không có đất thì chết ngắt. Hổ tương qua lại lẫn nhau. Vậy thì cái vấn đề đặt ra, vì sao ở đây sư dùng hình ảnh tỷ dụ là thầy trò như tâm và tâm trở. Tại sao sư dùng hình ảnh tỷ dụ đó? Chứ mà chúng không chỉ là phân tích vậy. Chứ mà mình không hiểu. Tại vì có điện tử thì mới có ông thầy. Thì mà có... Có điện tử mới có ông thầy như là tiền cho học sinh rồi. Không phải. Cái này đọc đồng hồ sinh lên chứ. Đi. Nói trước là không phải là cây nhắm nhé. Dạ. Ờ, nó là gì? Cháy nhất tà. Cháy nhất tà. Cháy nhất tà của nào? Ủa, chỉ ra được. Cái cô Tú hành động nói đó là nó không ra, mà nó bị phản về cái nghĩa của mình nữa. Phải nói bằng cách khác của ý đó. Chào. Khi mà mình nói là đồng thanh thì mình dùng là ngay khi. Ngay khi có cái anh thầy thì sẽ có bị kể và người sợ đúng không? Ừ, ngay khi một người bước vào lớp, bước vào lớp với vai trò là thầy thì những người trong lớp, lúc đó ngay tức khắc thành những người trò. Nó là đồng thời, hiểu không? Có cái dụng vậy hả? Đây về hình thức được không? Về bản chất. Về bản chất tự nhiên nó đóng rồi đó. À, mình đi nhắc ngay cho nó cũng đi. Chứ đang tìm cách đi đóng thôi. Về bản chất. Chi thức sao? Chứ mà không tay không hết. Của người. Người thầy. Và người trò sao? Trời ơi, đơn giản vậy đó. Còn chi thức của người thầy. Chi thức của người thầy và người trò sao? Có giống đất và cây màu không? Không có giống đất và cây. Chỉ thấy của người thầy và người trò giống như tâm và tâm sở. Đúng rồi. Tức là cái tính gì? Dẫn cái hòa trộn, dẫn dắt.
là khi mà các bạn biết các bạn giống như con cây liền đó, cái tôi đến tôi bỏ vô thì nó hòa chứ vô cái người này chịu hay không chịu thì cái đó nó cũng vô, nó hòa nó vậy đó. Cho nên nó về cái tính chất đó, cái chi thức mà được chọi vô đó là nó hòa với cái đám kia, nó hòa với cái đám kia thì du mới có cái trạng thái là tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mà nếu nó không hòa được thì nó không tiếp nhận hay đám kia là cái đám chi thức của người trò. Người trò có một cục chi thức, người thầy đem chi thức đó bỏ vô trong cái thức của người trò thì nó hòa với chi thức của người trò. Khi nó hòa được với chức với người trò thì người trò sẽ có hai phản ứng xảy ra. Cái của bệnh người hả? Phản ứng gì? Tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Dù tiếp nhận hay không tiếp nhận thì chi thức nó cũng hòa rồi mới xảy ra cái phản ứng đó được. Hiểu không? Trừ khi người trò ngủ. Chị đi đâu có vô được đâu mà nên tiếp nhận, không tiếp nhận thì lúc đó không còn mối quan hệ thì trò. Thời lúc đó gọi là trò tôi đâu, tại vì người đó đâu có học đâu. Người đó ngủ mà, người đó đâu ngủ đâu, phải là học đâu, gọi trò tôi. Ok, người đó ngủ. Nè, hiểu chưa? Ngủ tối. Cho nên đó, ở đây, sư ví dụ cho mình đó, vì người trò đó cho dễ hiểu. Mà nó thấy rõ được như vậy. Còn trò hư thầy mang tiếng thì giống như tâm sở bất thiện thì tâm sẽ bất thiện. Tức là tính chất của cái tâm sở nó sẽ làm cho cái tâm mà dẫn dắt đi theo nó bị biến đổi và cái trạng thái của nhóm tâm sở tương trình với nó. Ví dụ như mà khi mà cái nhóm tâm sở bất thiện mà nó sinh khởi chắc chắn nó làm cho cái tâm nó u uế và cái tâm nó trở thành tâm bất thiện. Nói như vậy là hư trong người kia, cho nên nó cái đó nó chỉ là một chiều thôi. Ở đây chưa có nói về cái chuyện là chú chắc là thay là tăng hay tăng sợ. Ở đây này không có nói được đó, cho nên đó là cũng chưa hẳn. Ở một góc độ thì như vậy là tăng, ở một góc độ thì như vậy là ở cái góc độ thì là dẫn nhất, ở góc độ thì là phụ thuộc. Cho nên đó, mình chỉ ghi là thầy và trò với tâm là tâm sở. Còn ai tự gác thầy là tâm, trò là tâm sở là họ gác đó với mình. Thế nào? Nó không hoàn toàn có thể đảo vị trí như được. Cho nên nó 2 x 2 là 4 trường hợp là. Hiểu ha? Đó. Như vậy đó là vai trò của tâm và tâm sở đó. Cần ghi nhớ là tâm sở cần phải nương vào tâm mà đạt được sanh cùng luôn. Đúng rồi. Thì cần tâm, trò cũng là tâm. Đúng rồi, cả hai người đều có thể là tâm hết. Cả hai người đều có thể là tâm sở hết. Vì ai là tâm sở? Trong trường hợp cả hai cùng tồn tại song song với nhau thì thầy có thể là tâm, tâm sở, tâm sở, tâm tâm. Cả hai đều là tâm mà, lúc cả hai đều là tâm. Tức là có trường hợp cả hai là tâm nhưng không cùng lúc. Tại vì khi mà thằng này là tâm, thằng kia là tâm sở, thằng này là tâm sở, thằng kia là tâm, thì chắc chắn sẽ có đồng thời thằng thầy là tâm và tâm sở, đồng thời thằng trò là tâm cũng là tâm sở. Thì xảy ra vậy thì có trường hợp là thầy tâm trò tâm, có trường hợp là thầy tâm sở cho tâm sở, nhưng mà nó không đồng thời đó, mình chết không cùng thời, đúng không? Cái trường hợp 4 đó là chết không cùng thời. Về đi rồi vậy? Rồi về đi tắm không đủ tội. Nó chưa có sạc mà không đủ tội đúng không? Cần ghi nhớ gì? Cần ghi nhớ tâm sở phải nương vào tâm mà đạt được sanh thường luôn. Tâm sở phải nương vào tâm được cái kinh đấy mà đạt sanh thường luôn. Đó. Như thế mới đề cập rằng pháp bản để
trở thường sanh trong tâm và thường kết hợp một cách bền vững trong tâm, tức là bản thể bản của tâm trở, bản thể bản của tâm trở. Liên kết bền vững trong tâm, liên kết bền vững trong tâm, bản thể pháp tâm trở liên kết bền vững trong tâm. Bản thể pháp của tâm trở liên kết bền vững trong tâm. Tại sao quá trình connect không được thì nó không cho connect luôn, thì nó bị mất phần đó quá nè. Càng phóng như thế nó càng nhỏ thôi, nó phóng là cái khung ngoài thì nó bự, chứ không phải là ở trong đây nó bự, nó sẽ bự, nó bự cái khung. Vấn đề là vậy, con muốn bự con phải thu nhỏ lại. Con càng càng phóng bự thì nó càng nhỏ thôi. Đấy, có một xíu nữa xin xin nhỏ nó vậy đó, cũng sẽ tiếp. Đi mà thật nữa. Ừ rồi. Cũng không có ăn thua như nên là đừng tí á. Vậy? Càng nhỏ nó càng bự. Không mất cả nó nhỏ hay là bự rồi nữa. Rồi. Chuyện gì xảy ra? Ai? Ai? Ai là người ra đi? Thôi tôi rủ. Cũng nhìn mình cũng bị cười. Ông ra đi rồi. Còn ba người. Bạn về mắt kết nối mạng đang cố gắng nói lại. Nó không cười với mạng. Không cười với mạng. Cười nhận xét. Cười dữ ghê á. Cười mắt cái mạng.